Xin chào mọi người. Cái video này là một cái video cảnh báo về tất cả những cái video mình đã mở khóa ở trên cái nền tảng YouLove mang tên là Tiền Academy. Thì rõ ràng những anh em gọi là trả phí cho cái nền tảng này á, thì tín hiệu được gửi thẳng vô trong gọi là hộp thư, ok, để bạn có thể coi nó. Thường thường tín hiệu spot nó là bằng video giải thích vùng nào mua, vùng nào bán, vân vân vân, chống lưng chống ở đâu, kháng cự chống ở đâu, ok, nếu nó sập xuống thì nó rơi vào con giá nào, nếu nó chống được thì nó sẽ lên vào con giá nào, vân 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 vân. Thì tất cả những cái tín hiệu của mình á, nó nằm ở trên cái nền tảng, nó đang nằm trên cái nền tảng Tiền Academy YouLove á. Những cái tín hiệu đó là những cái tín hiệu cũ, có nghĩa là một tuần trôi đi rồi, hai tuần rồi hoặc hơn, không bao giờ được sử dụng tín hiệu cũ để đem ra giao dịch ngay bây giờ. Nếu bạn muốn giao dịch thì bạn phải đăng ký để nhận tín hiệu hàng ngày, ok, tín hiệu của BTC, Ethereum và những cái đồng altcoin. Còn mà nếu bạn dùng những cái tín hiệu cũ ở trên Tiền Academy trên YouLove thì tài khoản của bạn sẽ trở thành con số 0, có nghĩa là bạn phải phá sản. Bởi vì đó là những cái tín hiệu cũ. Mình mở khóa nó để cho bạn, ok, mở khóa như vậy là 13 tháng như vậy, có nghĩa là để bạn đi lại thời gian, bạn bỏ ra vài tiếng, vài ngày để bạn xác thực tất cả những cái tín hiệu. Và không chỉ vậy nữa, nếu bạn coi những cái tín hiệu đó thì bạn sẽ có một cái kiến thức cơ bản. Ồ, nó đang nằm trong một cái hình hài này thì 60% nó sẽ phá vỡ đi lên hay là 60% sẽ phá vỡ đi xuống. Đo lường sóng nó như thế nào, ok, cho một cái trend, cho một ví dụ là một cái trend nó thay đổi, lúc mà nó sập như vậy, để làm sao để mình biết nó bắt đầu quay đầu đi lên thì mình cần 5 sóng đi lên, 3 sóng hồi và một sự đột phá. Những cái kiến thức như vậy, những cái hình hài, hình tam giác chúc đầu như vậy thì như thế nào, hình tam giác chúc đầu như kia thì như thế nào, cái hình vân vân vân, cái hình nào là cái hình tam giác, cái hình nào là cái hình gọi là cái hình nào là cái cờ, vân 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 vân. Thì những thứ thế, sau khi bạn coi những cái video nó đã mở khóa sẵn ở trên nền tảng Tiền Academy trên YouLove, thì sau khi bạn coi như vậy thì để cho bạn có thể là học tập thôi, để bạn có một cái kiến thức cơ bản. Nhưng mà để giao dịch, dùng tín hiệu đó giao dịch, bạn phải đăng ký, ok, không có một cái cách nào khác hơn nữa, bạn phải đăng ký. Và để cân nhắc luôn tất cả những cái tín hiệu mình gửi cho cộng đồng người Việt Nam trong nước và ngoài nước, những tín hiệu mình chỉ cho phép bạn dùng cho cá nhân của bạn thôi, để bạn giao dịch, đúng không, để mua bán, chơi spot, chơi tương lai, ok, đầu tư dài hạn. Tất cả những cái tín hiệu, những cái giá trị mình đẩy ra ngoài xã hội chỉ cho bạn dùng cho chính bản thân của bạn thôi. Nếu và trường hợp đó đã xảy ra, nếu bạn dùng cái tín hiệu của mình, ok, bạn bỏ lên cái mạng xã hội riêng của bạn, bạn lan tỏa, bạn gửi cho những người bạn, người bè của bạn, thì tài khoản của bạn sẽ bị khóa nha. Và sau khi khóa như vậy là không có một sự giải thích gì hết. Bởi vì sao? Bên mình có thể track được, nghe, track được bao nhiêu người đã coi cái video và gửi tới cái nguồn như vậy, vân vân vân, người ta có đẩy cái video đó qua chỗ khác không, vân vân vân. Thì tài khoản của bạn sẽ bị khóa và sẽ bị xóa. Và cái phí mà bạn đóng vào rồi đó, nó kêu cho một ví dụ bạn đã đăng ký một năm trời, bạn đã đóng tiền phí vào cửa, vân vân vân, tài khoản của bạn sẽ bị khóa và bên mình sẽ không hồi một chi phí nào hết cho bạn. Thì nó là vậy. Lúc mà bạn đăng ký, cái sự nhắc nhở là bạn không được đem đi lan tỏa cái tín hiệu của Tiền Academy, ok, không được đem đi lan tỏa, bạn chỉ dùng được cá nhân cho chính bản thân của bạn để bằng chốt đơn thôi. Còn nếu bạn phạm luật thì tài khoản của bạn sẽ bị đóng, chấm hết. Ở đây không có một sự thắc mắc gì hết. Vậy nên nhắc nhở luôn, mình gọi là ngày nào, đúng không, cũng có anh em vô hỏi cái này cái nọ vân vân vân. Rõ ràng thì có những cái ngày nó giảm giá thì bằng tranh thủ bằng nhảy vô. Còn những cái ngày nào mà nó không có giảm giá thì có nghĩa là bạn phải trả giá bình thường nha, trả giá bình thường. Thì đừng có gọi là ô hôm kia hôm nọ em thấy nó 50, ok, tại sao hôm kia hôm nọ em không đăng ký mà tại sao là em đợi nó lên tín hiệu của spot nó lên 100 đô mỗi tháng rồi em nhảy vô, vân vân vân. Thì lúc mà nó có sự giảm giá thì em tranh thủ nha, bạn tranh thủ. Còn không có thì nó sẽ là cái giá bình thường, cũng giống như mọi ngày. Vậy thôi, mình tạo rất là nhiều nhu cầu rồi, gọi là thì nhiều lúc á, mình nó là vậy, nó là cái luật, nó là vậy. Ngày đó giảm giá tranh thủ, ngày không giảm giá trả giá bình thường, chấm hết. Còn cảm thấy
không có tài chính, không trả được cho cái phí vào cửa hay là cái thứ, những cái thứ khác đó, bạn cứ đứng ở bên ngoài nghe, đứng bên ngoài thôi chứ cũng không có cần vô nghe. Ở đây mình cũng không có cần bạn, đúng không? Rõ ràng mình không cần bạn đâu. Bạn muốn lấy tín hiệu của mình, đúng không? Mình muốn cập nhật tín hiệu để bạn có thể nhân cái tài khoản của bạn lên, để bạn có được tự do tài chính. Ok, thì nó có một cái phí vào cửa. Cái phí vào cửa là đâu, là 50 USDT, đâu khoảng 1 triệu, đúng không? Cho những người phàn nàn nói ô 1 triệu tôi cũng không có, 1 triệu không có thì mắc mới nhảy vô cái thị trường này chi? Bạn cũng đâu có làm được cái gì đâu. Bạn đâu có, nếu bạn nhận được, nhận tín hiệu của mình mà 1 triệu mà bạn cũng không có thì bạn đang làm được cái gì, đúng không? Thì có nghĩa rằng á, cái con đường ngay bây giờ bạn phải đi làm á, thì bạn đi bán thời gian cho đồng tiền đi, làm 50 cái công việc đi nghe, một ngày có 24 tiếng, ráng cày một ngày 20 tiếng đi, tìm ra đồng tiền chừng nào có được chút ít vốn. Coi cái video 16 phút để xác thực tín hiệu của mình. Cái video 16 phút là cái video nó dẫn dắt bạn làm sao xác thực tín hiệu của mình 13 tháng vừa rồi trước khi nhảy vào trò chơi. Chấm hết. Ok, xác thực. Không nên tin tưởng bất cứ một người nào mà trên mạng xã hội nếu bạn không có thể xác thực được tín hiệu của họ. Chấm hết. Coi cái video 16 phút. Nếu bạn muốn thắng cuộc chơi, nếu bạn muốn nhân cái tài khoản của bạn lên, tất cả những cái tín hiệu 13 tháng vừa rồi đã được mở khóa, có nghĩa là bạn có thể đi lại thời gian để xác thực. Tất cả những cái video nó đều có cái khung giờ và cái khung ngày bạn có thể đi lại thời gian để xác thực. Vân vân. Thì riêng những cái thứ này á, mình lan tỏa nó hàng ngày. Nếu mà bạn chỉ có lắng nghe chút xíu thôi là bạn sẽ hiểu. Ok, coi cái video 16 phút lại để xác thực. Riêng ngày hôm nay, tín hiệu, hai tín hiệu của BTC đã được đẩy ra. Một cái sẽ ra đẩy ra lúc 4 giờ sáng, một cái đẩy ra mới đâu khoảng tầm khoảng 1 tiếng 2 tiếng trước. Rõ ràng là thứ bảy chủ nhật thường thường nếu mình không đi du lịch á thì mình vẫn làm tín hiệu cho bạn. Và nếu mình đi du lịch thì thứ bảy chủ nhật thì mình sẽ không có làm, có thể là có làm. Nếu mà thị trường nó rất là bay bổng thì mình vẫn cung cấp nha lúc mình đi du lịch, nhưng thì nó là vậy. Ở đây mình cung cấp tín hiệu spot. Ok, mình cung cấp tín hiệu tương lai. Tín hiệu tương lai thì nó có hai nhóm. Nhóm vốn ít và vốn nhiều. Đúng không? Và đầu tư dài hạn. Đầu tư dài hạn. Ok. Thì để nói về đầu tư dài hạn luôn. Spot và tương lai nuôi được cái bụng ngày hôm nay. Đầu tư dài hạn nuôi bạn nguyên đời. Cho là một ví dụ, thắng chơi spot, thắng chơi tương lai, thì cũng giống như bên mình cung cấp cho bạn cái con cá để ăn ngày hôm nay. Bạn muốn, ok, còn đầu tư dài hạn thì là cái cần để câu cá. Thì nếu bạn muốn gọi là có được tự do tài chính, những cái thứ gì lớn lao, đúng không? Không rời bỏ cái cuộc sống cơm áo gạo tiền, bán thời gian cho đồng tiền, kêu ông kia sếp, kêu ông nội sếp, bờ đích người ta để sống, vân vân, những cái thứ thế. Thì bạn phải đầu tư dài hạn, bạn phải có tư duy dài hạn. Ok, ở đây không có phải để có được tự do tài chính, nó không phải là mì ăn liền nghe, không phải là mua vài tờ giấy số ngày mai lên coi bói ông này ông nói kia ông kia ông nói nọ, ông coi bói là trúng rồi mai thay đời hay là đổi đời hay là sao đó, chuyện đó không có ở đây nha. Ở đây là đầu tư dài hạn bền vững thì nó là vậy. Vậy thôi, đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ cho bạn. Ok, gọi là ở đây mình nghĩ gì nói đó, nhiều lúc nó sẽ va chạm với những cái con người gọi là gọi gì đó yếu đuối. Ok, thì tránh xa giúp mình luôn nghe. Ở đây thì mình chỉ va chạm với khủng long, với khủng gọi là cọp dữ, hay là những cái người mà gọi là quyết định là mình sẽ có được tự do chính, mình sẽ trở thành những người vĩ đại, mình sẽ làm được những cái thứ mà trong gia đình mình hồi đó đến giờ không ai làm được hết. Những người như vậy, ok. Còn những cái người yếu đuối, chưa trải nghiệm cuộc đời đó, tránh xa giúp mình. Cảm ơn. Xin chào.